Chào thầy, các anh chị và các bạn. Hôm nay em đại diện nhóm lâm sàng IDK47 ở Bệnh viện Đa khoa Thành phố trình bày chủ đề bản thân bạn có phải là một chimera hay không. Trước khi trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu chimera là gì và biểu hiện của hiện tượng này. Chimera lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp là một sinh vật hở ra lửa, thường được miêu tả như sự kết hợp giữa sư tử, dê và rắn và có liên quan đến những quái vật như Cerberus. Tuy nhiên, thuật ngữ này hiện nay được sử dụng để mô tả bất kỳ loài sinh vật nào là sự lai tạo của nhiều loài động vật, thường bao gồm các bộ phận hoàn toàn khác nhau. Hiện tượng chimera là hiện tượng một cá thể mang hai hoặc nhiều hơn các dòng tế bào di truyền khác biệt về bộ gen. Ví dụ về hiện tượng này, năm 1976, các nhà nghiên cứu tại Học viện Y tế Dự phòng Leicester ở Anh đã ghi nhận một người phụ nữ có hai nhóm máu khác nhau, trong đó 93% tế bào hồng cầu của cô thuộc nhóm máu O, trong khi 7% còn lại là thuộc nhóm máu A1. Trường hợp này gọi là máu chimera. Trên hình là nữ ca sĩ Hailey Moon, cô có một vết bớt lớn ở phần bụng bên trái. Sau khi khám bác sĩ thì cô được biết vết bớt này là của người chị em song sinh của cô. Cả hai đã sát nhập với nhau trong quá trình mẹ cô mang thai cả hai. Sau khi kiểm tra mã di truyền, thấy vết bớt này mang bộ gen DNA hoàn toàn khác với DNA của cô. Các biểu hiện thường thấy của hiện tượng này là làn da có hai tông màu, màu mắt khác nhau. Ví dụ một bên mắt màu nâu, còn một bên mắt là màu xanh. Hoặc là một người có hai nhóm máu khác nhau như ví dụ vừa rồi. Chimera rất khó phát hiện và thường bị bỏ qua nếu dòng tế bào thứ hai tồn tại với mức độ quá thấp để công nghệ hiện tại có thể phát hiện được. Cũng không phải lúc nào hiện tượng này cũng biểu hiện thành kiểu hình ra bên ngoài để chúng ta quan sát và nhận ra, nên là mỗi chúng ta đều có thể là một chimera. Một số nguyên nhân của hiện tượng này là do hai phôi thai kết hợp thành ở các ca sinh đôi khác trứng, hay là do sự hấp thu tế bào giữa mẹ và thai nhi trong quá trình mang thai, và do ghép các tế bào gốc, ghép tạng, hay là qua quá trình truyền máu. Lúc này các tế bào được cấy ghép vào cơ thể sẽ tồn tại song song với các tế bào vốn có. Trong một số trường hợp, tế bào được ghép vào cơ thể sẽ được tích hợp hoàn toàn trong cơ thể của người. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy, các anh chị và các bạn đã lắng nghe.